Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Túi Da Nhựng Thơ bên em. Và hôm nay thì shop sẽ tiếp tục lên những cái sản phẩm mới ha. Số điện thoại đặt hàng 0973952507. Cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho shop hoặc nhắn tin qua Zalo đều được ha. Đầu tiên đó là một chiếc túi xách tay da dập vân cách 6, phơ dạng foam cớp xách tay đi tiệc. Kích thước của chiếc túi: bề ngang 32, bề dày là 11 và chiều cao là 21 ha. Để mình xách tay như thế này là xinh xắn ha, da dập vân cá sấu. Và sẽ có một cái foam dạng foam cốp, nếu mình mở ra như thế này thì bên trong lớp vải sạch đẹp và một khóa cá miệng đây là sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay như thế này, lên dùm shop một mã là 9116709, 9116709. Và kế đến đó là một mà chiếc túi xách tay da cá sấu bóng kính rất là xinh xắn ha, dạng foam cốp xách tay đi tiệc. Kích thước của chiếc túi: bề ngang là 27, chiều dày là 8,5 và chiều cao là 20. Để mình xách tay như thế này và sẽ có một cái foam cốp, để mình mở ra thì bên trong một ngăn đây lót vải sạch đẹp và một ngăn đây và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay đi tiệc rất là xinh xắn, da cá sấu bóng kính. Lên dùm shop một mã 9117 ha, 1.300.000, 9117 1.300.000. Và một chiếc túi xách tay da đà điểu xách tay đi tiệc ha, còn khóa chìa đầy đủ. Kích thước của chiếc túi: bề ngang là 35, chiều dày là 17 và chiều cao là 28. Để mình xách tay như thế này ha, da này là da đà điểu thật. Và ở đây sẽ có một ngăn đây có một khóa cáo miệng, bên trong lót vải sạch đẹp và một cái khóa. Đây là một cái chìa và bên trong một ngăn ở đây, lót bên trong là sạch đẹp, một ngăn đây và một ngăn, và một ngăn đây có một cái khóa cá miệng là sạch đẹp hết ha, da thật đồng bộ hết. Để mình xách tay rất là ok. Lên dùm shop một mã là 8102, 1.400.000. Hôm nay shop giảm còn 1.100.000. Chất da đà điểu rất là đẹp và xinh xắn, 1.100.000. Và một chiếc túi xách tay da đà điểu chất da rất là đẹp, xách tay và mình đeo vai ha. Dây này mình có thể mình rút dài ra để mình đeo vai. Kích thước của chiếc túi: bề ngang là 25, chiều cao là 22 và bề dày là 8. Để mình xách tay như thế này và sẽ có một cái ngăn ở đây và một cái nút để mình mở ra thì bên trong sẽ có một ngăn và một ngăn đây sẽ có chứng nhận CRA và đây CRA và một ngăn đây nữa ha. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp hết và một cái để mình gài lại như thế này là chắc chắn ha, da đà điểu thật hết. Để mình xách tay như thế này hoặc là mình kéo dài ra để mình đeo vai. Lên dùm shop một mã là 9110 790, 9110 790. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Bika và chất da rất là đẹp ha. Kích thước của chiếc túi: bề ngang là 37, chiều cao 28 và bề dày là 5. Để mình xách tay như thế này và sẽ có một khóa cáo miệng ở đây, một ngăn và một ngăn đây. Và cái ngăn này á thì mình sẽ thông vào bên trong ha, thông vào đây luôn.
sẽ có một cái ngăn để mình đựng đồ và một ngăn để mình thông thẳng xuống dưới ha. Mình không sử dụng mà thì mình sẽ có thể mình kéo lại phía dưới ha. Và thương hiệu Bika dập nổi đây, và một cái nút để mình mở ra. Ở đây nó sẽ có hai nút hít 500 và dây đeo còn đầy đủ ha, để mình xách tay và mình đeo chéo đều được. Nút 500 chắc chắn. Và một ngăn ở đây và một khóa kéo miệng. Và ở đây sẽ còn khóa chìa đầy đủ ha, khóa chìa đầy đủ vào ngăn ở đây. Và một ngăn đây, ở đây đựng bút, đựng viết, đây đựng cả phương tiện tài tùy thân. Rất là nhiều ngăn, dập một cái thương hiệu đây là sạch đẹp hết ha, để mình xách tay và mình đeo chéo, khóa chìa đầy đủ. Lên dùm shop mã là 7582800. Ở đây nó sẽ có cái vớt cấn kiện ha. Hôm nay thì shop giảm còn 450 thôi. 7582 7582 450. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay. Và đeo chéo, chất da là da dập phân thương hiệu của Ý. Đây, da dập phân kiểu thương hiệu của Ý để mình xách tay và mình đeo chéo đi tiệc rất là xinh. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 33, chiều dày là 10 và chiều cao là 23. Để mình xách tay và mình đeo chéo và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Một khóa kéo miệng, lót bên trong lót vải sạch đẹp và một cái nút để mình mở ra. Thì bên trong một ngăn đây sạch đẹp và một khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết ha. Dập một cái thương hiệu đây là sạch đẹp, chất da rất là đẹp, xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã là 9105609, thương hiệu của Ý, 9105609. Và kế đến đó là một chiếc túi để mình xách tay, da ghép nhiều loại da ghép lại với nhau. Da cá sấu nè, da cá sấu hoang dã nè, da rùa nè, nhiều loại da ghép lại với nhau. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 26, chiều cao 19 và bề dày là 9 để mình xách tay. Và dây này mình có thể mình tăng đưa dài ra được để đeo vai ha. Sẽ có một ngăn ở đây và một cái nút để mình mở ra. Này mình sẽ gài xuống ha. Đó. Kéo xuống như thế này thì mình sẽ mở ra được một ngăn đây và một nút ở đây. Ở đây nó sẽ có một cái thương hiệu ha. Và một ngăn đây. Hàng của shop là từ Nhật về ha. Ở đây để mình gài luôn, mình chỉ cần nhấn vô là cái khóa này nó sẽ tự động lên ha. Sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 9115. 9115 709. 9115 709. Và cái đến đó là một chiếc túi để mình xách tay. Form là form rất là đẹp ha, form trống để mình xách tay. Da này là da đa điểu, có chứng nhận GRA. Hàng từ Nhật về. Kích thước của chiếc túi bề ngang 30, chiều cao 17 và bề dày là 16 để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một ngăn ở đây. Thì bên trong sẽ có một ngăn đây sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây là sạch đẹp và một khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết ha. Và ở đây sẽ có thương hiệu Bismo, sạch đẹp hết, chất da rất là ok. Và
một ngăn ở đây thì bên trong sẽ còn có một cái ổ khóa, một cái ổ khóa. Một cái ổ khóa như thế này thì mình sẽ có thể mình sẽ gài lại như thế này ha, đó. Còn ổ khóa đầy đủ. Gài lại như thế này. Da đà điểu thật, chứng nhận GRA đầy đủ và thương hiệu Bismo, GRA bên trong có giới thiệu về chiếc túi ở đây, chữ tiếng Nhật. Lên giùm số một mã là 9113 790 9113 790. Và kế đến đó là một chiếc túi da rùa rất là xinh xắn và đẹp. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 24, chiều cao là 21 và bề dày là 9. Để mình xách tay như thế này, đó, xách tay xinh xắn da rùa. Và sẽ có một cái để mình mở ra thì hết 500 đây, một ngăn và hai ngăn nhỏ đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp hết. Và có một cái foam cup da rùa và một khóa kéo miệng là xinh xắn ha, xinh xắn hết. Để mình hít 500 như thế này. Lên nhịp số một mã là 9112 790 9112 790, da rùa. Và một chiếc túi xách tay dạng foam rất là đẹp ha, và chất liệu là da đà điểu. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 31, chiều dày 14 và chiều cao là 14. Để mình xách tay và sẽ có một cái nút để mình mở ra. Bên trong là lót phun sơn ha, lót phun sơn sạch đẹp và một ngăn đây và một khóa kéo miệng đây. Lót phun sơn sạch đẹp hết ha. Tên dùm shop một mã 9099 590 9099 590, lót phun sơn. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay chất da rất là đẹp, da đà điểu. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 30, chiều dày là 13 và chiều cao là 26. Để mình xách tay như thế này là xinh xắn nè. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, một ngăn lót vải sạch đẹp và một ngăn đây. Bên trong sẽ dập thương hiệu Otis Zenith Leather, chứng nhận là da đà điểu thật. Và một ngăn đây, bên trong là lót vải sạch đẹp ha. Và hai ngăn nhỏ, ba ngăn lót vải sạch đẹp hết. Lên nhịp số một mã là 9114 790 9114 790. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay chất da rất là đẹp, thương hiệu Wasto. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 39, chiều dày là 7 và chiều cao là 30. Để mình xách tay như thế này rất là xinh xắn. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, thì da thật toàn bộ ha, một ngăn đây hết 500 và một khóa kéo miệng. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp, dập một thương hiệu Vasto đây, và một ngăn đây và một ngăn đây là sạch đẹp hết, chất da rất là đẹp. Để mình xách tay ra nhìn shop một mã 8275 500, hôm nay sắp giảm còn 400 ha, 8275.
8275400. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay dạng form cầm tay ha, da cá sấu bóng kính, màu này là màu xanh xanh, để mình cầm tay như thế này đó, rất là xinh xắn. Dạng lớp cầm tay, kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 18, chiều cao là 20 và bề dày là 7, rất là xinh xắn ở đây. Và sẽ có một cái hai cái nút hít 500, bên trong sẽ dập một cái thương hiệu Made in Italy của Ý nè, Zanlani, và một khóa kháng miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp ha, hít 500 như thế này đó, chắc chắn. Lên nhịp shop một mã là 9107 9107 690. Và chiếc túi này thì mình làm lết cầm tay ha, ở đây có chỗ mắc dây, nếu như mình có dây thì mình có thể mình đeo chéo được ha. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu COS của Mỹ, để mình xách tay. Một chiếc cặp da rất là dày. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 40, chiều cao 29 và bề dày là 8, để mình xách tay rất là ok. Và thương hiệu COS ha. Chiếc túi này thì sẽ không có dây đeo chéo, về là không có dây rồi. Một ngăn đây và một khóa kéo miệng ha, một ngăn có phải sạch đẹp, và một ngăn đây là sạch đẹp, đừng cạp với dưới tay trên thân, đừng bút, đừng viết. Và một khóa kéo miệng thì bên trong một ngăn đây và một ngăn đây sạch đẹp, và thương hiệu có tới đây, và có một cái khóa kéo miệng đó, bên trong là lót vải sạch đẹp hết, chất da rất là ok, để mình xách tay. Thương hiệu COS Mỹ, khoen khóa dập thương hiệu COS hết ha. Lên nhịp shop một mã là 8778700, hôm nay shop giảm còn 500 thôi, 8778500. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da đà điểu, chất da rất là đẹp. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 31, chiều cao 21 và bề dày là 11 ha, để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, một ngăn lót bên trong là lót vải sạch đẹp, và một khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết ha. Sẽ có một ngăn đây lót sạch đẹp, và một khóa kéo miệng thì bên trong là sạch đẹp, chất da rất là đẹp, để mình xách tay như thế này rất là xinh xắn. Lên dùm shop một mã 9106 ha, 609. Ở đây là cái vai nó khi mình xách này thì ở đây nó sẽ đậm màu hơn ha, chỉ là cái vai thôi. 9106 609. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo, chất da rất là đẹp ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 36, chiều cao 27 và bề dày, bề dày là 7 ha. Xách tay và đeo chéo sẽ có một cái thương hiệu, và bên trong sẽ có một khóa kháng miệng đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Và một khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp, một ngăn đây là sạch đẹp ha, để đựng laptop. Và một khóa kéo miệng ở đây lót vải sạch đẹp, dập thương hiệu Stepwork, sạch đẹp hết ha. Stepwork. Lên dùm shop một mã là 8279500, 8279500, hôm nay sắp giảm còn 400 thôi, 8279400. Và cái đến đó là một chiếc túi để mình đeo chéo,
chất da da điểu rất là xinh xắn ha. Này là nhỏ gọn và xinh xắn nè, mình có thể mình đeo đựng vừa điện thoại, ví tiền. Yêu cầu của mình là nhỏ gọn thì mình lựa chọn chiếc túi này, giá rất là rẻ luôn. Bề ngang là 22, chiều cao là 15 và bề dày là 6,5. Ở đây chất da đại điểu nè, da độc lạ, một ngắn đây và một phát cái miệng đây, sẽ có một cái chứng nhận GRA, chứng nhận da đại điểu thật, một ngắn đây và một ngắn đây là sạch đẹp ha. Rất là nhiều ngăn, lên dùm shop một phải là 9098 9098 590. Và cái đến đó là một chiếc túi để mình xách tay, chất da rất là đẹp luôn. Chất này là chất da kết hợp với vải bố chắc chắn nhập thương hiệu Binbuli, và dây đeo là vải dù chắc chắn. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 40, bề ngang là 40, chiều cao là 28 và bề dày là 6. Để mình xách tay và đeo chéo, và sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn này hết 500, và một khóa cáo miệng thì bên trong một ngăn có thương hiệu Binbuli, và một ngăn đây là lót vải. Dây đeo thì giải dù, và bên trong thì lót dạp thương hiệu đường bút đường viết ha, sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 7630 600, năm nay shop giảm còn 350 thôi. 7630 7630 350. Và cái đến đó là một chiếc túi để mình xách tay, phơm dạng đi tiệc ha, để mình xách tay. Chất da đại điểu dày rất là đẹp ha, da đại điểu da. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 27, chiều cao 18 và bề dày là 7. Để mình xách tay như thế này, da đại điểu rất là xinh xắn, và sẽ có một cái ở đây để mình mở ra, và mình đẩy cái lẫy này vào nè thì sẽ mở ra được ha. Dập một cái thương hiệu, một ngăn bên trong lót sạch đẹp ha, một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây là sạch đẹp ha, có chứng nhận ha, và bên trong là sạch đẹp ha, made in Italy, da đại điểu rất là xinh xắn. Lên dùm shop một mã 9111 9111 790. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo, chất là da sẽ có thương hiệu Loewe Quattro. Này, chiếc túi này mình đeo chéo mình đựng được khá là nhiều đồ ha, mình có thể mình đựng iPad nhỏ rất là ok. Thương hiệu Loewe Quattro đây. Dây đeo dập hiệu thương hiệu Loewe Quattro. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 35, chiều cao 27 và bề dày là 7. Để mình xách tay, để mình đeo chéo ha, để mình đeo chéo, và sẽ có một ngăn đây dập thương hiệu Loewe Quattro, và một ngăn đây lót bên trong lót vải, hai ngăn nhỏ đây sạch đẹp, dập thương hiệu Loewe Quattro hết, và có một khóa cáo miệng dập thương hiệu Loewe Quattro đây là sạch đẹp, chất da rất là đẹp. Lên dùm shop một mã là 8801 8801 600. Hôm nay shop giảm còn 500 ha. 8801 500. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay, chất da rùa, kết hợp với, này là da ghép ha, nhiều loại da ghép lại với nhau, da rùa, có da
da rùa và da cá sấu ghép lại với nhau ha. Kích thước bề ngang 31, chiều dày là 10 và chiều cao là 24. Để mình xách tay như thế này rất là xinh xắn. Và sẽ có một cái ngăn đây, thì bên trong một ngăn đây và một ngăn và một ngăn, sạch đẹp hết. Để mình gài lại này là chắc chắn ha. Lên dịp shop một mã là 9109 790, 9109 790. Và một chiếc túi để mình đeo chéo rất là ok. Và chất là chất da. Xách tay và đeo chéo. Kích thước của chiếc túi bề ngang. Bề ngang là 32, chiều dày là 10 và chiều cao là 27. Để mình đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một cái X500, một ngắn đây, lót bên trong lót vải sạch đẹp ha. Và một khóa cáo mẹ đây là sạch đẹp, bên trong là lót vải sạch đẹp. Và một khóa cáo mẹ đây, thì bên trong một ngăn đây sạch đẹp, và một ngăn đây, và hai ngăn nhỏ đây, và thương hiệu dập nổi đây, sạch đẹp hết á. Để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã là 8824 ha, 600. Hôm nay shop giảm còn 500. 8824 500. Và cái đến đó là một chiếc túi để mình xách tay, chất da kỳ nhông. Kích thước của chiếc túi bề ngang 23, chiều cao 18 và bề dày là 7. Để mình xách tay rất là ok. Và sẽ có một ngăn ở đây và một nút kích 500, một ngăn và một ngăn và một ngăn và một khóa cáo mẹ ở đây là sạch đẹp hết. Để mình xách tay rất là ok. Và nhập số một mã là 9103 609 9103 609. Và một chiếc túi da là điểu, xách tay và đeo chéo, chất da rất là đẹp ha. Da là điểu. Kích thước của chiếc túi bề ngang 26, chiều cao 27 và bề dày là 5,5. Sẽ có một ngăn đây và một nút kích 500, thì bên trong một ngăn, hai ngăn nhỏ, và một ngăn đây và một ngăn đây, sạch đẹp. Dập thương hiệu ha, dập nổi đây, chất da khá là đẹp. Và dây này để mình xách tay nè, dây này để mình đeo chéo. Lên dùm shop một mã là 9101 609, 9101 609. Một chiếc túi xách tay da kỳ nhông ghép lại với nhau. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 28, chiều dày là 7 và chiều cao là 19. Để mình xách tay như này rất là xinh xắn ở đây. Và sẽ có một khóa cáo miệng này, thì bên trong lót bên trong sạch đẹp. Và một nút kích 500, một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, có một cái khóa cáo miệng, lót bên trong là sạch đẹp hết. Để mình gài lại như này là chắc chắn. Lên dịp shop một mã là 9108 609, 9108 609. Và một chiếc túi xách tay da kỳ nhông ghép lại với nhau. Kích thước của chiếc túi bề ngang 30, chiều dày là 10, chiều cao là 20. Xách tay form cup. Và sẽ có một ngăn đây và một ngăn, và một ngăn đây, một ngăn và một khóa cáo miệng là sạch đẹp hết. Một ngăn đây là sạch đẹp, form cup, da ghép lại với nhau. Lên dùm shop một mã là 9102, 9102 609. Và một chiếc túi xách tay da rùa ghép lại với nhau. Kích thước của chiếc túi
bề ngang 29, chiều cao 26 và bề dày là 8, để mình xách tay như thế này rất là xinh xắn. Và sẽ có một ngang đây và một ngang đây để mình gài lại, và một khóa cắm mẹ cái này là sạch đẹp hết ha. Xinh xắn lên dùm shop một mã là 9104 609 9104 609. Và một chiếc túi đeo chéo da đà điểu phối với da bò. Những cái nắp này là phần đà điểu nè, này là da bò. Kích thước của chiếc túi bề ngang 27, chiều dày là 5 và chiều cao là 27. Để mình đeo chéo rất là ok. Sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây và một khóa cáo mạng. Bên trong là lót vải sạch đẹp hết ha. Và một ngăn đây là sạch đẹp. Và một khóa cáo mạng, sẽ có một khóa cáo mạng, hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 9100 590 9100 590. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Số điện thoại đặt hàng 0973952507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.